Nãy giờ là mình xúc khoảng 3 4 lần các bạn. Mình bơm bơm một ống vô, bơm một ống màu màu đỏ ha. Màu đỏ vô. Cái lỗ này nè. Đó. Sau đó mình sẽ dùng hơi mình bơm cho nó ra ra hết cái mực luôn, sau đó mình bơm tiếp. Tiếp cái màu đỏ luôn. Màu đỏ chính hiệu các bạn. Là mình tôi làm 3 4 lần nha. 4 lần để cho nó sạch. Giờ mình bơm đầy luôn, bơm đầy vô bảo đảm tỷ lệ mực mực đỏ sẽ là rất là cao luôn ha. Thì hy vọng là cái mực nó sẽ trở về đúng cái màu đó ha. Giờ mình sẽ vô máy thử ha. Các bạn ơi, thì sau khi mình đã in xả rất là nhiều tờ giấy luôn các bạn. Đây. Này. Ban đầu thì mình in mình nghi ngờ nó, mình coi thử nó đúng màu không á, thì đây các bạn hình thấy màu đỏ nè, thấy không, màu đỏ in ra màu cam mà, tại vì hình như mình lộn giữa cái màu, mình bơm cái màu vàng vô cái màu đỏ, do đó là nó sẽ ra màu cam đó. Nên mình in màu đỏ nó ra màu cam vậy. Cái từ từ cái mình xúc rồi mình in in nó ra màu hồng ha, nó đỡ đỡ rồi chút mình đặt bằng đó, sau đó nó cũng còn màu hồng luôn rồi. Cái sau đó mình xúc tiếp chắc mình khoảng 4-5 lần như vậy, 4-5 lần lận nha. Mình bơm màu đỏ vô, mình bơm màu đỏ vô mình cho nó lỏng ra các bạn, và mình in nè, mới đầu nó ra màu này nè đó. Cái từ từ nó ra màu này, nó từ từ cái mình in màu đỏ nó ra nè, nó ra từ từ nè, nó càng ngày càng đậm. Mình test biết bao nhiêu nói luôn các bạn, test thử các bạn, nó ra màu cam cam nó không ra màu đỏ. Bạn nhìn so với màu đỏ nè, nó ra trời thì đó, bạn nhìn thấy không đó, nó ra màu cam thấy không đó. Rồi mình mới in thử nè, nó trên cái giấy mà màu ấy nè, các bạn nhìn thấy nè, các bạn nhìn thấy nó giống chưa đó, màu vàng nè, nó ra nè, mình rọi đèn vô mình mới thấy, các bạn nhìn thấy nó ra màu. Chưa chưa đỏ lắm nha, nhưng mà mình sẽ in tiếp cho nó ra đỏ luôn, đỏ to thẳm luôn ha. Nhưng mà lâu lâu gặp được lỡ lỡ giờ mình sợ rồi, mình phải lưu lưu ý là mình sẽ ký hiệu nó rõ ràng các bạn, không để lộn xộn dính luôn. Rồi để mình xong mình sẽ quay cho bạn xem nhé. Bấm like và subscribe An Hồ nhé.